Ngày hôm nay 24 tháng 9, một vụ tai nạn giữa xe container và nhiều xe khi đứng chờ đèn đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra khiến 4 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết, khi chiếc container mang biển kiểm soát 51C45720 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng khu đô thị Phú Mỹ Hưng đến cầu Đa Khoa, quận 7. Khi còn cách đường dẫn lên cầu Đa Khoa 20m, xe container bỗng mất lái, húc vào xe máy mang biển kiểm soát 54L7-0997 đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, rồi lại tiếp tục đâm vào chiếc ô tô mang biển kiểm soát 51A-17065 đỗ ở trước đó. Trước khi dừng lại, chiếc xe container đâm vào chiếc xe máy thứ hai. Sau tai nạn, tài xế xe container đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe container bị bóc méo, biến dạng, nhiều chi tiết bị hư hỏng, trên mặt đường dầu động cơ chảy lênh láng. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và hai xe máy cũng bị hư hỏng nặng.